Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh thiết bị an ninh 24 giờ. Đây là cái camera 360 độ của Evis nha các bạn. Camera này được cài đặt vào trong cái điện thoại này rồi nè, mình đã ép vào trong điện thoại rồi nha. Đây bạn, mình đã cài đặt nó vào trong phần mềm Evis nè, mở lên cho bạn xem thử nha. Đó. Thì bây giờ vấn đề là mình không muốn cài cái camera này trên cái điện thoại này nữa, thì mình sẽ xử lý như thế nào? Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết cái vấn đề đó nha các bạn. Xóa cái camera ra khỏi phần mềm cũng như ra khỏi cái điện thoại này luôn nha. Rồi bạn thấy ở trên nè, bạn chạm vô một cái nè. Đó, bạn chạm vô bạn thấy cái vòng tròn tròn ở góc trên bên phải nè các bạn. Bạn lít vào nha. Đó. Đó là cái biểu tượng cài đặt á. Lít vào nha. Rồi, bạn trượt xuống phía dưới. Trượt xuống dưới cùng hết nha các bạn. Đó, bạn thấy cái chữ xóa thiết bị. Đó, lít vào cái xóa thiết bị này. Xóa hết, chết nè, xóa, hủy gói, thay bao, xóa các đoạn video, xóa hết nè. Ok. Đó, như vậy là nó xóa cái camera ra khỏi điện thoại, ra khỏi phần mềm luôn nha các bạn. Ok.